Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam ngạo nghệ như ao quy Ngày 23 tháng 7, trên trang Facebook cá nhân của Lê Nguyễn có bài Nghĩ về sự ngạo nghệ Tác giả bài viết nhận định nói đến sự ngạo nghệ trong lịch sử văn học cận đại Khó có ai qua nổi lão ao quy của văn hào lỗ tấn Bị chúng nắm tóc, đập đầu vào tường, cơm cớp, đâu thấy ông bà tổ tiên vậy mà sau 10 giây lấy lại bình tĩnh lão vẫn vừa đi vừa nói vừa ngạo nghễ thốt lên rằng cuối cùng ta vẫn thắng lợi chúng đập đầu ta cũng như đập đầu ông cha chúng thôi hình ảnh status trên facebook lê nguyễn cần nhắc lại ao quy chính truyện là tác phẩm của nhà văn trung quốc lỗ tấn được đăng tải lần đầu tiên trên thần báo phó sang ở bắc kinh trong khoảng thời gian từ 4 tháng 12 năm 1921 đến 12 tháng 2 năm 1922. Tác phẩm này được coi là một kiệt tác của văn học Trung Quốc hiện đại. Tác phẩm kể về cuộc đời của A Quy, một anh chàng bần nông ít học và không có nghề nghiệp ổn định. A Quy nổi tiếng vì phương pháp thắng lợi tinh thần. Mỗi khi bị đánh thì anh cứ nghĩ chúng đang đánh bố của chúng và có nhiều lý luận kiểu điên khùng. A Quy hay bắt nạt kẻ kém may mắn hơn mình nhưng lại sợ hãi trước những kẻ hơn mình về địa vị quyền lực hoặc sức mạnh anh ta tự thuyết phục bản thân rằng mình có tinh thần cao cả so với những kẻ áp bức mình ngay trong khi anh ta phải chịu đựng sự bạo ngược và áp bức của chúng kết thúc tác phẩm ao quy bị đưa ra pháp trường vì một tội nhỏ đây cũng là một phần hình ảnh sâu sắc và châm biếm về một xã hội bất công và cực đoan hình ảnh một trang bìa tác phẩm ao quy chính truyện của lỗ tấn Trở lại với bài viết của tác giả Lê Nguyễn, tác giả cho rằng đến nay lão A Quy chắc đã được Diêm Vương hóa kiếp lâu lắm rồi. Xong đám hậu vệ của lão ở đâu bỗng xuất hiện nhung nhúc, vừa ngạo nghễ vừa nổ như bơm chùm. Phép thắng lợi tinh thần của lão được họ học tập và làm theo một cách đầy sáng tạo và đẩy mạnh các sáng kiến lên tầm cao, ngạo nghễ. Họ làm những việc không ai trên thế giới này làm nổi trên khắp các lĩnh vực tác giả dẫn chứng, ẩm thực ư, họ làm nên những chiếc bánh chưng mấy ngàn người ăn chưa hết. Tổ chức Guinness, toàn cầu, phải vừa ký giấy chứng nhận vừa run. Kiến trúc ư, họ dư sức làm nên những tượng đài tiêu tốn hàng ngàn tỷ, tương đương với hàng chục ngàn ngôi nhà tình nghĩa dành cho những đồng bào đói rét, xây dựng những cổng chào ngạo nghễ lớn gấp trăm lần những tấm bản welcome, dựng trên làng ranh liên bang của xứ sở nghèo khó Huê Kỳ trong lĩnh vực ngoại giao ư, tinh thần ngạo nghễ của quan chức, nước ta khiến cho lân bang phải khiếp hải, tiếp đón họ ở sân bay, ta trải thảm đỏ ta đi, mấy lão đến đây, dù là quốc vương hay thủ tướng cũng chỉ được khép nép bước một bên lề của thảm đỏ cho ra điều chủ khách, thật là quá ngạo nghễ. Trong lĩnh vực thể thao, sự ngạo nghễ được thể hiện bằng những sáng kiến độc quyền, có cầu chứng, đó là đưa ra hình ảnh lãnh tụ vĩ đại ra sân bóng. Cầu thủ của đội bạn nhìn thấy ai cũng kinh tâm tán đỡm, tinh thần chiến đấu sa sút có khi sút tung lưới đội nhà. Hình ảnh sự ngạo nghễ của báo văn hóa và thể thao sau khi đội tuyển nữ Việt Nam thua đội Mỹ 0-3. Vừa rồi tác giả Mỉa Mai có những kẻ ghen tị với sáng kiến ngạo nghễ của họ, cấm đưa hình lãnh tụ vào sân, họ bất cần chuyển sang chiến thuật mới, đó là dù có đá thua bưu đầu sức tráng như ai. Xong họ vẫn vui cười ngạo nghễ đi mua mấy tấn muối sát lên mặt anh bạn láng giềng thua với tỷ số nặng nề hơn họ. Trong trường hợp này, phép thắng lợi tinh thần của A Quy được đưa lên một tầm cao vội vội. Đó là hệ thua ai thì cứ kiếm thằng thua nhiều hơn mà muối mặt. Và như thế là ta vẫn cứ thắng, thắng cái anh thua nhiều hơn. Chỉ là kẻ lạc hậu chậm tiếng mới chưa thấm nhuận cái tinh thần ngạo nghệ ấy. Xét cho cùng, cho đến ngàn năm sau, tinh thần ao quy sẽ không bao giờ tắt liệm ở phương đông rực rỡ này bởi vì nó phản ánh một thứ mặc cảm nhược tiểu luôn đè nặng lên những tâm hồn chưa đủ lớn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Việt Nam ngạo nghệ như ao quy. Việt Nam là một châu Á bệnh phù. Báo Tiếng Dân ngày 22 tháng 7 có bài viết của tác giả Trương Nhân Tuấn. Bài viết nói rằng Việt Nam đã và đang trên con đường trở thành một châu Á bệnh phu. Hình ảnh bài viết trên trang Tiếng Dân. Châu Á bệnh phu, tên tiếng Anh nghĩa là Sick Man of Asia. Theo Wikipedia, ban đầu được nhắc đến với hình ảnh đất nước Trung Hoa vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, khi Trung Quốc bị chia tách thành nhiều phe phái quân phiệt và thường được sử dụng bởi các nước phương Tây. Trước đó, người Anh bán lại thuốc phiện từ công ty Đông Ấn vào Trung Quốc để đổi lại việc buôn bán trà. Nhưng việc buôn bán thuốc phiện lại khiến cho nhiều người bị nghiện. Sau khi bại trận trong hai cuộc chiến tranh nhà phiến với Anh, Triều Đình Mãn Thanh 1644-1911 buộc phải ký một loạt các hiệp ước bất bình đẳng với các nước thực dân phương Tây và bị người Nhật dòm ngó với đỉnh điểm là cuộc xâm lược Trung Quốc từ năm 1937 đến năm 1945. Từ bệnh phu, con bệnh có thể bị coi là xúc phạm vì nó ám chỉ một quốc gia suy yếu. Lần đầu tiên được sử dụng cho đế chế Ottoman đang suy tàn. Chính quyền Thanh triều khi đó cũng đang trải qua tình trạng bất ổn xã hội, suy thoái kinh tế, tham nhũng và tan rã chính trị. Cụm từ này được cho là bắt nguồn từ khoảng năm 1895 và được hiểu gần như tương tự với từ Âu châu bệnh phu ám chỉ việc Sa hoàng Nicholas vào năm 1853 miêu tả đế chế Ottoman đang suy yếu và sau đó là đế chế Habsburg của Áo Hung. Sau Thế chiến thứ nhất, cụm từ này được áp dụng cho nhiều quốc gia thuộc châu Âu bao gồm Pháp, Ý, Anh và Đức. Trở lại bài viết, ông Trương Nhân Tuấn cho rằng Việt Nam hiện đang rất giống với trường hợp của nhà Thanh bên Trung Hoa hậu bán thế kỷ 19 và đế chế Ottoman đầu thế kỷ 20 bên thổ. Và Việt Nam đã và đang là một thứ châu Á bệnh phu, hai đế quốc hàng đầu thế giới bị tan rã, lãnh thổ bị mất, bị chiếm đóng, quốc gia bị sỉ nhục vì các hiệp định bất bình đẳng do các đại cường quốc áp đặt. Chỉ có một nguyên nhân, đất nước Ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay. Trích lời phát biểu của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại đại hội 13 đảng cộng sản Việt Nam, ông Tuấn chỉ ra rằng, Đế quốc Trung Hoa cũng như Đế quốc Ottoman suy tàn vì những lý do nội tại, họ say sưa với ảo tưởng ta đang sống trên đỉnh cao, vô quan buông thả việc quốc gia, quốc pháp lỏng lẻo, quan chức bỏ bê chuyện nước mà chỉ chăm lo cho bản thân và dòng họ quan lại tham nhũng đồng lõa với nhau thi nhau hà hiếp dân lành và đục khoét tài sản của cải quốc gia hình ảnh miêu tả xã hội trung quốc nghiện ngập liên xô và khối xã hội chủ nghĩa phương tây sụp đổ cũng vì các lý do tương tự ta là đỉnh cao trí tuệ của loài người Ông Tuấn chỉ ra nguyên nhân chính là tính cực đoan, sự duy ý chí và chủ nghĩa cộng sản không khác sự cực đoan, hữu cựu của khổng giáo, đi cùng một con đường thì đến cùng một điểm đến. Tuy nhiên, theo ông Tuấn, chế độ Cộng sản Việt Nam tránh được sụp đổ đầu thập niên 1990 do may mắn, vì kịp thời có chủ trương đổi mới từ cuối thập niên 80. Vấn đề là Việt Nam hôm nay rập khuôn Trung Quốc trên mọi phương diện. Trung Quốc phát triển thân kỳ mà sự phát triển này đến từ vốn liếng và khoa học kỹ thuật của Tây Phương. Trung Quốc ăn cắp sản phẩm trí tuệ cũng như khoa học kỹ thuật của Tây phương, nhờ vậy họ rút ngắn được thời gian phát triển. Ông Tuấn nói, với những thứ ăn cắp đó, Trung Quốc tưởng rằng họ đã vô địch thiên hạ. Dẫu vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc có lý do để tự hào rằng chưa bao giờ Đảng Cộng sản Trung Quốc có được cơ đồ như ngày hôm nay. Ông Tuấn đặt câu hỏi tiếp theo rằng: "Còn với Cộng sản Việt Nam thì có gì để tự hào như vậy?" Tôi cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước vào tư thế châu Á bệnh phu. Việt Nam hiện đang sống trong những thập niên đầu tiên của thế kỷ nhục nhã. Ông Trường Nhân Tuấn là một nhà nghiên cứu lịch sử và một blogger với nhiều bài viết xuất sắc về các vấn đề thời sự. Ông Tuấn hiện cư ngụ tại Pháp và là tác giả của cuốn Biên giới Việt Trung 1885-2000. Lịch sử hình thành và những tranh chấp Dày 860 trang do nhà xuất bản Dũng Châu ấn hành vào năm 2005. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo.d với bản tin Việt Nam là một châu Á bệnh phù. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc thơ thời báo.d